Nhân vật webtoon Na Kang Lim, tập 134, buổi tối bí mật của hai người. Bốn mắt đỏ mặt ngường ngùng đáp, "Không không, trời đời này em chưa có." Cô nàng nghe cậu nói là không có mà thở phù nhẹ nhõm a, "Phù, may quá." Cậu tiến sát lại hỏi, "Chuyện đó nghĩa là sao chứ?" Cô nàng xấu hổ xoay người, "Hả? Chỉ là, ừ, chỉ vậy thôi." Cậu lại hỏi, "Vậy thì, còn chị Ierim chi thì sao?" Cô nàng vẫy tay đáp, gì cơ, bạn trai à? Không, chị không có chị rất là bận rộn đấy. Và gu đàn ông của chị khá là khắt khe đó, chị không cần những người đàn ông đẹp trai, giàu có và cao to. Chị cần một người đàn ông mà chị có thể cùng trò chuyện. À, còn ai vào đây nữa, người có chung sở thích, lại còn có thể trò chuyện thoải mái với nhau. Chính hắn, chính là hắn đây, còn chăn trừ gì nữa, tới luôn bốn mắt ơi. Chợt cô nàng lại chuyển chủ đề, được rồi, vậy thì bắt đầu với công đoạn tạo ra trang phục thôi, bốn mắt sốc luôn. Cái gì, chị bắt đầu từ đó hả, chị tự làm trang phục. Không phải là chúng ta không được dùng đồ có sẵn, nhưng mà, vì nó là một cuộc thi. Không phải là chúng ta nên tự làm thủ công để giành lấy chiến thắng sao, à, nhưng vậy thì, chúng ta có cần mua máy khâu và những thứ khác không? Chị tưởng là mình sẽ không thể tham gia nên chị vẫn chưa chuẩn bị cải gì hết, đừng lo về chuyện đó, nếu là về việc cosplay, em đã có hầu hết những thứ chúng ta cần tại nhà em rồi. Cho nên, sao chi, không đến nhà em nhỉ, cô nàng ngạc nhiên, hửm, không phải em ấy vừa nói là trước đây em ấy chưa bao giờ cosplay à, vậy tại sao? Hở, cô nàng lại bất ngờ, khoan, cái gì cơ, bốn mắt lại nói, hôm nay em sẽ về chuẩn bị, cho nên khoảng tầm tuần sau. Ierim đỏ mặt xấu hổ, ể, ừm, hà hà, à a a ha, cái, cái gì cơ, nhà của em ấy á? ngày hôm sau ierim đang giảng bài cho học sinh điện thoại cô nàng để trong ngăn bàn thì bốn mắt nhắn tin tới đính chính không phải tuần sau bắt đầu qua đây từ ngày hôm nay đi địa chỉ em gửi ở bên dưới cô nàng xem xong mà đỏ hết mặt luôn nghiêm túc đó chuyện này nghĩa là sao chứ mình cảm giác như mình rất hợp với yong nhưng mà chúng ta chỉ mới gặp nhau được có vài ngày và em ấy đã mời mình đến nhà của em ấy luôn rồi có cần phải gấp gáp đến vậy không và làm cách nào để hôm nay mình đến đó mà không bị ai phát hiện chợt cô nàng giật mình à hôm nay hôm nay khi mình xong việc thì lúc đó sẽ là buổi tối em em ấy muốn mình đến vào buổi tối chứ không phải là buổi sáng sao cô nàng xấu hổ cả mạnh viên phấn lên bảng làm muốn điếc hết lỗ tai luôn à cô nàng ý kiến nhưng không được a à? hết cách rồi hạn chót của thế giới hoạt hình sắp đến rồi đó Em đã tính toán thời gian và thậm chí chúng ta còn đang bị trễ hẹn nữa đấy, ai lại bắt đầu chuẩn bị mọi thứ chỉ trong hai tuần trước thời hạn chứ? Dù có là cosplay hoặc doujinshi, ít nhất thì cũng phải chuẩn bị trước, em đã đồng ý tham gia rồi, thất bại không phải là lựa chọn của em. Cho nên không thể bỏ phí ngày nào cả, vì vậy chị nên đến từ ngày hôm nay, đây là mệnh lệnh, á à đủ, bốn mắt bản lĩnh đấy, ha ha. Cô nàng giật mình, không thể nào trốn tránh được a, à, mình bị dồn vào thế khó rồi trong khi mình mới là người đề nghị chuyện này nhưng mời đến nhà đột ngột thế này có sao không gia đình có cho phép không đây thế là tối hôm đó tại căn biệt phủ của wibu bốn mắt ierim đã xách theo cái túi cô nàng do dự đứng trước cửa nhà của cậu mình mình thực sự đã đến rồi trước khi mình kịp nhận ra thì mình đã ở đây vừa nãy còn phải mua vội quà để thăm nhà nữa thôi mà có sao đâu ra mắt nhà trai trước thôi mà ha ha tiến lên nào. Cô nàng suy nghĩ, mình có nên quay về nhà trước không? Hôm nay mình rời nhà mà không để cho ai biết hết. Nói cứ như mình không phù hợp để. Rồi ngại ngùng xấu hổ mà lắc lắc cái đầu. Không không, gì đây, mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cứ nghĩ đây chỉ là chuyến thăm nhà vô cùng bình thường thôi. Đúng rồi, trễ như thế này cũng tốt. Gia đình của em ấy chắc sẽ có ở nhà, kể cả sau cảnh của đóng là một thẻ giới khác, thì vẫn lát sau vào nhà cô nàng bất ngờ cái gì cha mẹ em không có ở nhà cậu cầm lấy túi quà đáp hừng, à em quên nói cho chị biết nhà tiên tri không nói cho chị chuyện này à jamie khi bọn em lên kế hoạch cho chuyến đi chơi trước kỳ nghỉ mọi người đều đến đây ít nhất một lần ngoại trừ người hầu của em thôi chị không có nghe những chi tiết như vậy chỉ biết là em sống trong một căn nhà đẹp đẽ hay là gì đó cha mẹ em đã đi khỏi nhà từ rất lâu rồi Bánh quy hả? Chắc là họ sẽ không quay trở về cho đến khi thế giới hoạt hình kết thúc. Cô nàng lại suy nghĩ, à, mình, mình đáng lẽ nên quay về. Bốn mắt lại nói, em sẽ chuẩn bị thứ này cùng với đồ uống, trong lúc đó chị có muốn chiêm ngưỡng căn phòng của em không? Cô nàng giật mình, phòng ư. Thanh niên mỉm cười nham hiểm, nếu đó là chị Yerim, thì chị sẽ phải trầm trồ với giá trị của nó đấy. Quả nhiên rất là trầm trồ luôn a, à, qua qua, tuyệt vời, tuyệt vời. Em có thứ này ở nhà sao? Bé Mary phiên bản cao cấp với chế độ chiến binh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm. sao mà mình chịu được cái tư thế hết sức dễ thương như vậy chứ, đáng yêu một cách chết ngủ. À, đó có phải là tấm poster gốc phiên bản giới hạn của bộ phim không? Sao em có thể có được một thứ mà nó còn không có ở nước ta vậy? Em bay đến đó rồi lấy về cho mình thôi, đậu xanh rồng bá tổng vãi luôn anh em ạ, à. nhưng quả thật chị Yerim hóa ra cũng có cặp mắt của một nhà sưu tầm đó tất nhiên lau dọn mô hình là cách mà chị bắt đầu một ngày mới mà chị đã luôn thắc mắc căn phòng của những otaku khác sẽ như thế nào nhưng thì ra mọi người đều giống như nhau em để chuyện tranh và tiểu thuyết của em ở đâu chị tò mò về thứ mà em đọc đấy chắc là còn nhiều à về chuyện đó đống đằng kia là tất cả những gì em có ngày nay em chỉ mua sách điện tử thôi cô nàng sốc luôn cái gì cơ và câu nói của cậu đã nhấn nút châm ngòi cho một otaku không chấp nhận sách điện tử. Và sau 60 phút tranh luận vô cùng căng thẳng, bốn mắt lau mồ hôi nói, vù, dừng lại và bắt tay vào làm việc đi, chỗ làm việc được đặt ngay trong phòng học ở đằng ia. Cô nàng quan sát, có vẻ đúng là cha mẹ của em ấy không thường hay về nhà, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy việc sống một mình xung quanh căn nhà. Và bởi vì có quả nhiều phòng, tay nắm cửa ở đằng kia vẫn còn dính bụi. À, căn phòng ở ngay cuối thì lại rất sạch sẽ nó được giữ gìn một cách đặc biệt sao cô nàng chỉ tay hỏi này phòng này là gì vậy chị có thể xem qua được không bốn mắt liền đáp không đó là phòng cho em gái của em cô nàng ngạc nhiên ừm em gái ư bốn mắt lại nói nhưng mà nhanh lên đi chúng ta đã tồn quá nhiều thời gian rồi lát sau đến căn phòng mà cậu đã chuẩn bị trước đó bốn mắt nói hừ đầu tiên hãy nói về nhân vật mà chúng ta sẽ cosplay. Cô nàng ngây ngô đáp, hửm, chị tưởng là chúng ta đã quyết định rồi, chúng ta đã quyết định đó là bé Mary và người anh trai bá tước ma ca rồng. Cậu nói, đúng rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa quyết định loại trang phục nào để làm cả, mấy bộ trang phục cơ bản thì bình thường quá, cho nên tự làm nó là vô nghĩa. Và chúng ta không thể nhằm đến những bộ có chất lượng cao chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Do đó, chúng ta sẽ chọn cái gì đó mới ra mắt gần đây mà vẫn chưa được bán ở trên cửa hàng nhưng lại có cách thiết kế như một bộ trang phục cơ bản để chúng ta có thể tùy chỉnh cho nó. Cái này, bé Mary phiên bản Gothic Lolita, ba tước ma cà rồng phiên bản thợ săn bóng đêm. Cô nàng hào hứng, à há, với những bộ trang phục này, chúng ta có thể mượn những thứ cơ bản và thêm những chi tiết sáng tạo để tạo nên một bộ trang phục mới. Đúng vậy, em đã đặt mua nó rồi, nên giờ chúng ta chỉ cần tập trung tạo thêm các phụ kiện nữa. Wow, Yong Su, em tuyệt vời ghê, sao em biết nhiều thứ quá vậy? Đây có thực sự là lần đầu em cosplay không? Có phải nó là sở thích thầm kín không? Em biết đấy, có thứ gọi là cosplay tại gia. Cậu nói, lúc trước em thường hay ngồi xem đứa em gái của mình làm những thứ này, tất cả các máy khâu và nguyên liệu ở đây đều là đồ của em ấy. Nhưng dù sao thì, chị Yerim, phần của chị làm đến đâu rồi, cô nàng giật mình à đúng rồi ngày nay lĩnh vực này cũng đều được số hóa hết rồi chị đã nghiên cứu về việc nên dùng chương trình nào chị sẽ cho em thấy chị cũng có mẫu cho các loại vải nữa nhưng tại sao chị lại không chấp nhận sử dụng sách điện tử chứ gì đây muốn cãi nhau cho hiệp hai nữa hả và hai người cũng bắt tay vào việc thiết kế trang phục cho lễ hội cùng nhau lực chọn màu sắc phụ kiện thiết kế cho trang phục cô nàng cũng học sử dụng máy may này chắc là được bốn mắt chỉ rồi đây. Lát sau, hàng mà cậu đặt trước đó cũng đã được gửi đến, bốn mắt khui hàng kiểm tra. Và làm mệt rồi đói bụng nữa thì sao? thì hai người cùng vào bếp làm đồ ăn chứ sao? Ha ha, bởi khung cảnh này sao thấy quen quen à? Vừa ăn vừa trò chuyện về thế giới của otaku, chia sẻ những điều mình với nhau một cách vui vẻ. Lại tiếp tục với công việc thiết kế trang phục nữa này, cơ mà có vẻ hơi mệt rồi à? vậy thì cùng nhau chơi game nào vào game solo với nhau thôi ấy ấy làm gì mà cô nàng vui thế nhỉ ơ kìa ánh mắt hai người nhìn nhau có lẽ nào lẽ nào he he cứ như vậy cho đến gần cái hôm diễn ra lễ hội lúc này ở phòng của câu lạc bộ thanh niên cang lim đang ngọc đọc truyện tranh thanh niên chán nản gì đây im im ắng hơn mình nghĩ mình tưởng là bang ierim sẽ cố gắng gây thêm áp lực cho mạng lưới tình báo chủ mình còn xóa cả những ghi chú trong ESV kép của mình để phòng việc điện thoại bị hách. Hơn nữa, nếu cả một tuần qua không có tin tức gì mới thì chúng ta đã đi qua sự kiện của ESV kép lúc mà bang Ierim công khai bản thân là Otaku chưa. Chắc không có tin tức gì mới nghĩa là một tin tốt, bên cạnh là cô nàng ngây thơ Sirin đang chơi đánh bài à. Đối thủ của cô nàng lại chính là cô bé tinh nghịch Jamia. Sirin nói, Zami, gần đây nhìn em khá là vui vẻ đó có lý do đặc biệt gì cho chuyện đó không? Con bé đáp, à, không, em chỉ, đang thấy vui thôi. Đêm đến, khung cảnh lại chuyển đến căn biệt phủ của thanh niên bốn mắt, tiếng hét hoang hô của hai người vang lên, xong rồi. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé, quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để ủng hộ cho S. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.